Cầu Hướng Thượng là công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, có tổng mức đầu tư trên 466 tỷ đồng. Từ ngày 23 tháng 8, nhà thầu đã bắt đầu tiến hành thảm bê tông nhựa toàn bộ gói thầu với chiều dài gần 800 mét, bao gồm mặt cầu và đường dẫn hai bên. Để thực hiện công đoạn này, nhà thầu đã huy động đầy đủ các phương tiện, máy móc thiết bị. Quá trình triển khai thi công tuân thủ đúng các biện pháp kỹ thuật, phấn đấu thông xe cầu Hướng Thượng trong tháng 9 2023. Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo hiện đại cho đô thị thành phố Thái Nguyên, chia sẻ áp lực giao thông cho cầu Gia Bảy, cầu Bến Tượng và cầu Cao Ngạn hiện nay.